Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức được cập nhật mới nhất do tình hình dịch bệnh virus corona gây ra. Thêm 248 người chết, gần 15.000 người nhiễm virus corona tại Trung Quốc. Đó là cái nhan đề đăng trên báo Dân Trí số ra ngày 13 tháng 2 năm 2020 cập nhật vào lúc 7 giờ 11 phút. Trong ngày 12 tháng 2, số người tử vong vì virus corona tại Trung Quốc đại lục đã tăng thêm 248 người, trong khi số ca nhiễm mới tăng gần 10 lần so với một ngày trước đó. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, trong ngày 12 tháng 2, tỉnh này ghi nhận 242 ca tử vong do virus corona COVID-19, tăng hơn 2 lần so với một ngày trước đó. Trong khi đó, trong vòng 48 giờ qua, Hồ Bắc đã có thêm 14.840 ca nhiễm mới, tăng gần 10 lần so với một ngày trước đó. Như vậy, tính đến hết ngày 12 tháng 2 âm lịch, tâm dịch ở Hồ Bắc đã có 1.310 người tử vong, 48.206 người nhiễm vi người mắc viêm phổi do virus corona chủng mới. Trong đó, gần 15.000 ca nhiễm mới tại Hồ Bắc, có tới 13.436 ca tại tâm dịch Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra. Quý vị và các bạn vừa rồi đã nghe thấy cái số liệu được cập nhật mới nhất tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2020 đăng trên báo Dân Trí. Đây là một con số hết sức là đáng lo ngại. Thế thì ở tại Việt Nam của chúng ta hôm qua thì một cái xã là gọi là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, thì chính quyền xã vừa rồi đã quyết định cô lập hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập đối với cái xã Sơn Lôi này. Thì chi tiết như nào, mời quý vị và các bạn theo dõi cái bài báo như sau. Vĩnh Phúc cách ly xã Sơn Lôi, người dân nội bất xuất ngoại bất nhập. Đây là cái nhan đề đăng trên báo Dân Trí số ra ngày 12 tháng 2 năm 2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi của huyện Bình Xuyên. Thông tin được nêu trên được một cán bộ có trách nhiệm từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận với phóng viên Dân Trí vào tối ngày 12 tháng 2. Theo vị cán bộ này, động thái nêu trên nhằm khoanh vùng cách ly hoàn toàn việc di chuyển của người dân trong vùng xảy ra dịch bệnh. 8 chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Bình Xuyên được thu hồi, thay vào đó trên địa bàn xã Sơn Lôi thiết lập 8 chốt kiểm soát với nhiệm vụ cách ly hoàn toàn địa phương này. Xã Sơn Lôi sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập trong thời gian 20 ngày. Ngày mai 13 tháng 2 sẽ bắt đầu triển khai thực hiện việc này. Vị cán bộ thông tin thêm, có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay đấy, 13 tháng 2 này. Được biết, các chốt này sẽ bố trí các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, bộ đội, cán bộ xã để canh gác, kiểm tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm đối với quyết tâm ngăn ngừa không lây lan mầm bệnh. Trong thời gian khoanh vùng cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân có dịch tại xã Sơn Lôi thực hiện cách ly với mức 40.000 đồng trên người trên ngày với trường hợp tại nhà và 60.000 đồng trên người trên ngày đối với cách ly ở trung tâm y tế địa bàn. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát kỹ việc cung ứng hàng hóa, đồ ăn, uống, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương, không để tình trạng tăng giá, bán hàng hóa và hàng cung ứng phải đảm bảo chất lượng. Trước đó, vào hồi đầu tuần vừa qua, tại trung tâm dịch virus corona huyện Bình Xuyên, chính quyền sở tại đã tiến hành thiết lập 8 chốt kiểm soát nhằm kiểm tra, giám sát người ra vào các vùng dịch bệnh. Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt người ra vào vùng đã phát hiện dịch bệnh, tuyên truyền nhắc nhở người dân cách phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, các trường hợp không đeo khẩu trang sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở và cung cấp khẩu trang miễn phí. Trên đây là những tin tức được cập nhật mới nhất trên các trang báo lớn của Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nội dung này. Để cập nhật được những tin tức mới nhất thì quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.